Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Tony Phùng. Nếu như bây giờ mình được hỏi là sẽ mua chiếc điện thoại nào phân khúc mức giá tầm khoảng từ 6 triệu cho đến tầm 7 triệu thì mình sẽ không ngần ngại trả lời ngay chiếc điện thoại mà mình đang có ở trên tay đây. Đây chính là chiếc Sharp Aquos S2 với mức giá chính hãng niêm yết tại thị trường Việt Nam là 6.990.000. Nhưng các bạn có thể mua tại rất nhiều đại lý khác với vô cùng nhiều quà tặng kèm theo hoặc là discount trực tiếp vào mức giá. Và các bạn sẽ chỉ phải bỏ ra loanh quanh tầm hơn 6 triệu mà thôi. Vậy thì với hơn 6 triệu, các bạn sẽ có những gì và trải nghiệm nó như thế nào thì bây giờ mình sẽ chia sẻ để cho bạn thật kỹ sau khoảng gần 2 tuần mình sử dụng và trải nghiệm về chiếc điện thoại này. Cái điều đầu tiên chính là chúng ta có một cái thiết kế, một cái sự hoàn thiện cũng là một cái thứ gì đấy nó rất là khác người. Và có thể nói là nó chẳng giống bất cứ bố con đứa nào đang có mặt trên thị trường hiện tại. Các bạn sẽ có một cái vị trí camera khoét vào phần màn hình ở đây. Và các bạn có thể thấy, nhìn nó rất là kiểu chất chơi các thứ, nó khác hẳn so với tai thỏ, nó cũng khác khác đi một chút so với Essential Phone. Bởi vì chúng ta lại có thêm một cái vát ở hai bên. Đó. Nhìn nó lạ vô đối luôn, lạ vô cùng luôn. Thay vì cái việc làm cong cong mềm mềm, bây giờ nó vắt thẳng luôn. Và nhìn vào cái mặt trước này, nó đã khẳng định luôn một cái chất đấy là đây chính là Sharp Aquos S2. Và đây chính là một cái thứ gì đấy nó rất là khác biệt và nó đến từ thị trường Nhật Bản. Và mình tin là phần lớn người Việt Nam thì sẽ đều thích điện thoại Nhật. Bản thân mình cũng như vậy mà thôi, mình cũng rất thích xem một vài những bộ phim đến từ Nhật. Chưa kể nữa, phía bên dưới chúng ta sẽ có một cái cảm biến vân tay phía mặt trước. Chúng ta sẽ có một cái độ nhạy vân tay khá tốt. Bên cạnh đó các bạn vẫn có thể tối ưu được cái màn hình này để chúng ta có thể dùng trọn vẹn và trải nghiệm. Ví dụ như các bạn chạm một lần thì nó là phím back, nhấn giữ thì nó là phím home. Hay chúng ta có thể vuốt lên trên để mà chúng ta mở lại những cái phím điều hướng cơ bản của Android phía bên trong màn hình. Đa nhiệm này, home này, back này, giấu nó đi. Mọi thứ rất là gọn gàng và nói chung là dễ sử dụng lắm. Ai mà mới bắt đầu làm quen thì mình tin là cũng chỉ mất tầm độ nửa ngày rồi là ok hết với chiếc điện thoại này. Và những cái trải nghiệm khác về Android thì nó cũng tương tự như những cái sản phẩm khác thôi. Vuốt từ trên xuống dưới vẫn là notification cũng như là khu vực quick setting để các bạn có thể tùy biến và cài đặt nhanh ở đây. Chẳng khác biệt gì. Tuy nhiên thì lại có một cái điều mình không thực sự thích lắm, đấy là phía mặt lưng này. Bắt đầu thì mình tưởng là bằng kính ngay cả đâu. Nó bằng nhựa. Và cái phiên bản mình đang có ở đây thì nó gọi là bản demo thôi, nó không thực sự là chắc chắn cho lắm. Và nó là màu đen nữa nên nó bám khá là nhiều dấu vân tay và mồ hôi. Thế nhưng mà không thể nào phủ nhận được một điều đấy là cầm trên tay rất là sướng tại vì nó ôm. Và bởi vì nó gọn thế nên nó cũng không bị trơn quá nhiều trong tay. Nên là mình đánh giá nó vẫn rất là ok. Mặt lưng cũng cực kỳ nổi bật với hệ thống camera với hai ống kính. Và nó sẽ giúp các bạn có thể chụp hình xóa phông rất là chất chơi. Logo Sharp cực kỳ nổi bật. Và hiếm khi có sản phẩm nào cái mặt lưng của nó đơn giản mà nó nổi bật cái logo lên như thế này. Và đây có thể nói là một cái điểm cộng khá lớn của Sharp Aquos S2. Tiếp theo, chúng ta sẽ có một chất lượng màn hình cực kỳ ấn tượng. Đây có thể nói là một trong những cái màn hình ở tầm giá 6 triệu đến 7 triệu này là đẹp nhất. Và có thể nói là nó vô đối. Tại vì màn hình quá trong, quá đẹp. Và cái màu sắc nó mang đến cũng quá chất luôn. Nói chung là mình không có một cái điểm gì để chê về cái chất lượng hiển thị ở cái màn hình này. Góc nhìn rồi mọi thứ nói chung là quá ấn tượng và mình sẽ không muốn nói đến nhiều nữa. Chỉ có một điều mà mình hơi thắc mắc, hơi phân vân. Đấy là bởi vì cái phần cụm camera các bạn có thể thấy, nó quá là dày luôn. Thế nên cái màn hình nó bị chiếm một cái mảng nó hơi vô duyên một tí. Ví dụ mình truy cập vào những ứng dụng như là YouTube này chẳng hạn, thì cái phần hiển thị nó sẽ ở bên dưới. Các bạn thấy chưa, nó sẽ chỉ ở được ở tầm này. Và nó bị mất một khoảng quá là lớn. Đây có lẽ là do Sharp đã dành nguyên một cái mảng này để chứa khu vực quick setting, những cái biểu tượng thông báo hay là cái notification. Và mình nhận thấy đấy là nó hơi tốn diện tích quá. Tại mình đang để ở cái mức được gọi là độ phân giải hiển thị cao nhất có thể. Và những cái chữ này rồi mọi thứ nó bé đi lại và nó bị thừa một mảng quá lớn như này thì mình thấy nó cũng hơi phí. Mình vẫn muốn là Sharp phải tối ưu làm sao để mà chúng ta có thể hiển thị được full nội dung. Và lúc đấy thì mình nghĩ trải nghiệm nó sẽ còn tốt hơn nhiều nữa. Chúng ta sẽ có một cái sức mạnh cực kỳ tốt với Snapdragon 630 và 4GB. Và ở cái tầm giá này thì đây là cái thiết bị chạy nhanh nhất, mượt nhất mà từ trước giờ mình đã từng trên tay và trải nghiệm. Nó cực kỳ nhanh, cực kỳ mượt và bấm vào đâu là phản hồi đến đấy. Mọi thứ đều rất là trơn tru và gần như là hiếm khi gặp phải cái độ trễ. Nếu như bạn nào mà còn muốn có một cái sức mạnh lớn hơn nữa thì hãy cùng mình vote để Sharp mang thêm cái phiên bản Snapdragon 660 và 6GB về. Lúc đấy thì mình tin là tốc độ nó sẽ còn bá đạo và nó nhanh kinh khủng hơn thế này nhiều nữa. Ở phía bên trong cài đặt thì mình còn khá là thích một cái tính năng, đây là S Boot. Ở đây sẽ có những cái tính năng ví dụ tăng tốc thông minh, giải phân mảnh, tạm ngưng ứng dụng, quản lý hoạt động nền hoặc là quản lý tự khởi động. Thì các bạn có thể vào đây để mà chúng ta cài đặt được thêm rất nhiều thứ. Bên dưới chúng ta còn có một cái tính năng để cài đặt phím mềm. Nói chung là có rất nhiều những thứ để các bạn có thể tùy biến ở bên trong đây. Và những cái giao diện như này nó cũng làm rất là đẹp. Và mình đánh giá là cái mức độ gọi là thiết kế
và cái mức độ đơn giản và đẹp ạ, thì mình đánh giá là Snapdragon S2 đã làm rất tốt ở vấn đề này. Đương nhiên thì nó sẽ vẫn có thêm một vài tính năng nữa để tùy biến giao diện, ví dụ ở chủ đề team ở đây các bạn có thể cài đặt được rất nhiều thứ. Và mình sẽ muốn nói đến camera, tại vì đây cũng sẽ là một thứ rất là chất. Nói về camera thì chúng ta sẽ có một hệ thống ống kính đùa ở đây và nó sẽ có một tính năng đấy là hiệu ứng bokeh. Mức hiệu ứng bokeh, ghi luôn hiệu ứng bokeh luôn. Chất chơi vãi nổi. Nói về chất hình thì ở đây mình cũng đã có một vài tấm hình mình chụp thử trong những môi trường đủ sáng và thiếu sáng. Trong môi trường đủ sáng thì mình phải nói một điều đấy là màu sắc lên rất tươi và chi tiết phải nói là cực kỳ tốt, là khác rất tốt so với những cái tưởng tượng ban đầu của mình ở một chiếc điện thoại tầm giá 6 đến 7 triệu. Selfie ngon, màu sắc da lên tươi tắn hồng hào, tuy nhiên nó vẫn hơi thiếu một chút gì đấy về độ chi tiết, mà mình nghĩ rằng thiếu sáng thì như vậy cũng ok, nếu đủ sáng nó sẽ tốt hơn. Còn khả năng xóa phông thì nó cũng tạo hiệu ứng bokeh tốt, cũng như là xóa phông vật thể thì ở mức gọi là chấp nhận được, không quá bị lem. Nói chung so với tầm giá thì đây cũng là một trong những sản phẩm xóa phông tốt nhất rồi. Và nói về khả năng chụp thiếu sáng thì mình cũng đánh giá nó ở mức chấp nhận được, chi tiết tốt và cân bằng màu sắc cũng ok. Tuy nhiên nó không có quá nhiều thứ nổi bật nếu so sánh với những thiết bị flagship. Nhưng cái tầm giá của nó thì phải nói một câu là nó vẫn là vô đối. Và cuối cùng, pin với dung lượng là hơn 3000 mAh, cụ thể nó là 3020 thì nó đủ đáp ứng nhu cầu của các bạn trong một ngày. Nói chung là mình thì cũng chưa bao giờ sử dụng cái sản phẩm này với một cái mức cường độ quá cao, thế nên là mình thấy nó cũng gọi là ok trong một ngày. Máy cũng có luôn cả quick charge 3.0 và kèm với đó chính là USB Type-C, nên các bạn có thể sử dụng với tất cả những cái phụ kiện thời thượng bây giờ mà các bạn đang có. Khá đáng tiếc là nó không có jack cắm tai nghe 3.5mm và nó là Sharp đến từ Nhật Bản nhưng nó lại không có tiêu chuẩn chống nước, nên là các bạn cũng sẽ phải quan tâm về những cái chi tiết nhỏ này trong quá trình mà các bạn sử dụng. Vậy thì tổng kết lại, có thể nói rằng Snapdragon S2 là một cái thiết bị hiếm hoi, nó mang lại một trải nghiệm cực kỳ tốt ở trong cái mức giá chỉ là hơn 6 triệu đồng chính hãng của nó. Màn hình quá đẹp, thiết kế quá dị, quá chất, hiệu năng cực kỳ ổn định, ngon, game cũng các thứ, mọi thứ ngon chết. Camera cũng chất ở cái tầm giá này và cuối cùng pin cũng đủ dùng và chúng ta lại có những cái feature cao cấp, ví dụ USB Type-C hay là công nghệ sạc nhanh. Và còn mong gì hơn ở sản phẩm như thế này nữa? Có lẽ là không thể nào đòi hỏi được thêm nữa rồi. Đó là những chia sẻ về ý kiến của mình về Snapdragon S2. Không biết các bạn nghĩ sao về sản phẩm này, hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía bên dưới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin được chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye!